cao phi xuyên qua thế giới song song kế thừa một cái sắp đóng cửa xưởng may để thu hồi vốn bán ra bên ngoài quần áo bảo vệ chất liệu ngăn cản không ngờ bị không quân phát hiện kinh động viện sĩ nghiên cứu vật liệu để gom tiền bán sơn xe ra bên ngoài kết quả bị công an theo dõi nói là sơn xe này không thể đo tốc độ theo đơn đặt hàng tăng lên cao phi liên tiếp đưa ra sản phẩm mới vật liệu tổng hợp sợi carbon đầu đạn tên lửa xuyên lục địa, máy bay không người lái Global Hawk, tàu sân bay lớp pho, vơ vơ. Khi khoa học kỹ thuật Long Quốc bị kẹt cổ, nhà máy may của Cao Phi dần dần xuất hiện trong tầm mắt công chúng. Cư dân mạng Một nhà máy sản xuất quần áo nhỏ như anh sao lại sản xuất thiết bị công nghiệp quân sự. Tưng tương Bỏ ra một số tiền lớn đào Cao Phi lên. Mao Hùng Long ca chúng ta là huynh đệ đúng không? làm tương ưng thì không thể làm em nha. Anh Hoa. Cầu cầu rồi, rút tàu sân bay đi. Thật đáng sợ. Khi Goofy công bố máy bay thế hệ thứ bảy chạy bằng năng lượng hạt nhân mới nhất, toàn mạng kêu gọi nhà máy may của Goofy chuyển sang doanh nghiệp công nghiệp quân sự. Cao Phi mặc kệ. Ta chỉ muốn khiêm tốn làm chút chuyện nhỏ, đừng làm khó ta a. À. Chương 1 Tập thể bãi công Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Hai nghìn một kiện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 3 Ngăn cản tác Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 4 Thực sự là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà A. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 5 Mở trực tiếp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 6 Cái này rất khó khăn sao? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 Ngàn vạn đơn đặt hàng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8. kiếm tiền mua tài liệu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9. tinh thần tiểu tử. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10. sống ngắn kéo căng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét